Đó, bên đây nè, cái công viên này hồi xưa là trồng bông nè. Còn bây giờ là Ủy ban dân quận Tân Phú. Thì nó tương đương với trước năm 75 là tòa hành chánh đó bà con. Trường Chí Đức. Rồi chúng ta ra tới đây là đường Âu Cơ với đường Hoài Ngọc Hầu. Hoài Ngọc Hầu này với Âu Cơ này hồi xưa nó là Hương Lộ 3. À, Hương Lộ 2 chứ hả? Hương Lộ 2. Với lại đường Âu Cơ này là Hương Lộ 15. Rồi con đường này là đường Đồng Đen. Hồi xưa bên tay phải này là thượng nguồn của con kênh Tân Hóa đó bà con. Rồi ba mấy cầu quẹo vào đây, con đường này đường Đồng Đen. Khu này là xin thưa bà con bác, đó là cái khu bầu cát. Nước lòng gà Đà Lạt trời chút. Ở trên Đà Lạt thì nổi tiếng nhất là món bánh nước lòng gà, nhưng mà thật sự thì ba Michael nói thật lòng với các cô bác là ba Michael ăn bánh nước lòng gà, ba Michael thấy nó kỳ kỳ lắm, nó không có ngon lắm. Rồi đó giờ chắc có lẽ ba Michael quen ăn bánh nước chả lụa rồi, giờ ăn bánh nước lòng gà nó không ngon lắm. Còn bên đây là chung cư Bầu Cát nè. Chung cư Bầu Cát này thì có hai khác chung cư lượng nha bà con. Chung cư Bầu Cát 1 và chung cư Bầu Cát 2. Con đường Cao Văn Thỉnh này xưa là Phan Chu Trinh. Còn ở đây nè, ở đó là một cái ao, cái hồ nước. Một cái hồ nước rất là lớn nha bà con. À, đây, một cái hồ nước rất là lớn. Con đường Phạm Phú Thứ này là quẹo xuống đi về chợ Bà Qua đó bà con.
chọn con đường Bào Cát nè bà con. Ở đây người ta thường hay gọi đó là đường Bào Cát Đôi. Rồi. À, nơi đây hồi xưa từng là một cái nghĩa địa rất là lớn, nghĩa trang. À, trong đây có nghĩa trang của giáo xứ Tân Việt đó bà con. Giáo xứ Tân Việt ở đầu đường này. Nè, đây là mì gà sả kén nè bà con. Quán này bà con bắt nhìn đi. Treo có lưa thưa về ba con gà thôi. Xe thì có 4 chiếc xe, chắc cũng nhân viên chắc cũng hết ở một số rồi. À, ba mẹ gò nhìn vô bên trong quán thì chỉ có 2 khách ngồi ăn. À, nó không có đông như là ở bên Bình Tân Tên Lửa bà con bắt thấy không? Bình Tân Tên Lửa xe hơi xe máy đầy nghẹt. Quán ăn là như là gấp lấp gần 80% chỗ ngồi. Ở trên đây bà con bác bán mấy cái món như là bò Huế nè, mì Quảng nè. À, mấy cái món đó chắc là đắt hàng. Bún bò nè, bún bò đó, bà con bác bán mấy cái món đó là khu này đa phần là người Quảng với người Huế sống nhiều. À, ở đây có cái giáo xứ Tân Việt nè bà con. À, đây là giáo xứ Tân Việt. À, đây là giáo xứ Tân Việt. Ở đây có một cái hội chữ thập đỏ đây nè. À, hội chữ thập đỏ quận Tân Bình ở đây luôn. Để có một cái máy ấm Tân Bình ở đây luôn. À, mình quẹo đây đi. Cái đó đèn đỏ mình quẹo phải qua, cái nhiều khi cái cảnh sát vui vui thôi chứ buồn là họ bắt mình liền. Đây, đây là cái cổng của giáo xứ Tân Việt rồi đó. Hình như ba mày còn nhớ, hình như là xưa là chánh xứ đầu tiên là cha chim. Xin thưa bà con, bác giáo xứ Tân Việt trang trí Noel này nè bà con. À, giáo xứ Tân Việt. Vậy là Giáng sinh về rồi bà con ơi. Bây giờ bắt đầu là các nhà thờ bắt đầu là người ta đi trang trí Noel rồi. À, hình như ba mày còn nhớ không lầm là cách đây mấy ngày là như giáo xứ Tân Việt này có một cái lễ cũng gì mà không biết cái gọi sao mà gì mà thánh gì cái lễ gì đó tự nhiên ba mày còn quên cái tên gọi rồi. Hình như mới chủ nhật tuần vừa rồi, 5 giờ chiều chủ nhật tuần vừa rồi. Hôm nay thứ tư đúng không? À, 5 giờ chiều. Ba mày còn nhớ là ở giáo xứ Tân Việt là có một cái lễ. Rồi con đường này đường Hoàng Hoa Thám nè bà con. Hồi xưa ở đây là chạy này, chạy Hoàng Hoa Thám. Đây là sư đoàn dù, bộ tư lệnh sư đoàn dù. À, chúng ta đang đi trên cái con đường ở trong bộ tư lệnh nè. Hồi xưa bên cái chợ Hoàng Hoa Thám này trước năm 75 không có, mà đây là một cái bãi đất trống hai bên luôn để cho lính dù tập nhảy dù. Ôi giời. Rồi giờ mời bà con cô bác cùng với ba mấy cô đi dạo một vòng chợ Hoàng Hoa Thám đi.
bán đường nhựa nè. Chúng ta đang đi bên trong của chợ Hoàng Hoa Thám. Đây, mình dập ra đi. Hai lạng. Ở đây người ta sử dụng lạng nha bà con. Thôi mà nhưng mà bây giờ xin thưa bà con bác, ở các chợ ở Sài Gòn bây giờ là hầu như sử dụng từ lạng không à. Ngay cả vợ của ba Michael cũng giờ cũng gọi lạng luôn. Bà đi chợ bà cũng mua bán hai lạng thịt. À. Nhưng mà nếu mà bà con cô bác mà còn nhớ giúp ba Michael thử lại nè. Sài Gòn mình. Ồ, cho qua chút xíu gì ơi, lên chút xíu gì ơi. Lên. Trời ơi. Bà con cô bác cùng nhớ lại với bà Michael thử một chút nè. Hồi xưa dân Sài Gòn đâu có dùng từ lạng bà con. À, ba Michael nhớ hồi đó ba Michael đi chợ giả sử không? Ba Michael muốn mua thịt đi. Bán 100 gram thịt. À. Hay là bán 200 gram thịt hoặc là nửa ký thịt là 500 gram, không ai gọi là 500 gram hết mà gọi là nửa ký thịt, một ký thịt đó bà con. Bà con bác nhớ giúp ba Michael đi đó, hồi xưa mình là vậy á. Còn bây giờ á, nếu mà mua một ký á, thì gọi là lấy 1 cân đi, lấy 2 cân, 3 cân. Còn nếu mà muốn mua 100 gram, 200 gram thì lấy 1 lạng, lấy 2 lạng. Đó là cái sự khác biệt đó bà con. Cái biết sao ổng có kể được nghe không? Ồ, có cái đồ quay phim đã. Dạ. Lại bị phát hiện làm YouTuber nữa rồi. Ui cha ơi, cái gì mà rõ rực cái cây luôn vậy? Vậy là Tết tới rồi nè. Tết người ta treo với cái đỏ đỏ lên cây nhìn thấy nó đẹp quá ha. Hồi xưa bên tay phải ba Michael nè bà con có một cái chuồng cu cao 10 hay 11 mét gì đó, dùng để cho lính dù nhảy cái chuồng cu đó. Lính dù mà trước khi mà đi ra lên máy bay mà nhảy thực tế bà con là điều đầu tiên là phải tập cái nhảy chuồng cu đó nha bà con. Nhảy chuồng cu đó để cho đúng kỹ thuật tiếp đất, học cái cách tiếp đất mà nhảy tới 11 mét đó nha bà con. 10-11 mét là khoảng 2-3 tầng lầu á, ghê lắm. Ai mà nhảy cái kiểu đó là hầu như là đính dù sợ nhất là nhảy chuồng cu nha bà con. Rồi sau khi mà nhảy chuồng cu ok xong hết rồi á, đúng kỹ thuật rồi đó thì bắt đầu mới cho lên đi cho nhảy thực tế trên bầu trời. Rồi ở đây nè bà con, hồi xưa có chạy trường Quý Mãi ở chết trà. Dạ, có tặng. Đó, đi hẳn qua bên kia, xưa là có đài nước nè. Rồi có sân banh sư đoàn, sân cờ. Rồi nói chung là hồi xưa là cái cơ quan đầu não của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Dù là nằm ở trong đó. Và còn có trại David nằm trong đó luôn, có chợ sư đoàn nè, có bệnh viện Đỗ Vinh nè. Còn đây là cái cổng đi ra cái căn cứ Tân Sơn Nhất nè. Bên tay trái này là hồi xưa là có một cái bãi đáp trực thăng.
Bây giờ cái bãi đập chiếc thăng đó thì bây giờ nó là gì, sư đoàn phòng không không quân 367 đó. Hồi xưa ở đây là bãi đáp trực thăng. À, chúng ta đang đi trong đây là cái căn cứ Tân Sơn Nhất năm xưa nè bà con. Ở đây người ta gọi là phi trường Tân Sơn Nhất. À, đây là bên trong của phi trường Tân Sơn Nhất. Toàn bộ bên tay trái bên đây hồi xưa là căn cứ không quân. À, nơi đặt bộ tư lệnh không quân á, không? À, nơi đây là gọi là cái gì ta? À, sư đoàn 5, à, không quân. À, ở đây có hai cái gì ta? Không đoàn ha, không đoàn 33 và không đoàn 53 của sư đoàn 5 không quân đóng tại Tân Sơn Nhất này nè. Rồi bên tay phải ba mày gò đây nè bà con, bây giờ là khu K300 nè, học viện hàng không nè bà con. À, nơi đây hồi xưa bà con bác còn nhớ không, đi tới đây bà con bác sẽ thấy hai cái đài radar hình vòng tròn á. À, để đây thì cái đó thì hồi xưa đó là cái đó là cái gì ba mày còn không nhớ à. Nhưng mà bây giờ nó là học viện hàng không đó, học viện hàng không bên tay phải ba mày còn đây. Khu này hồi đó người ta còn gọi đó là khu K300, không biết bây giờ còn gọi cái tên đó hay không. Bên tay phải ba mày còn đây hồi xưa người ta gọi là K300. Trời ơi, coi kìa. Đường Cộng Hòa bắt đầu kẹt xe lại rồi. Chạy xe mà ngán nhất là mấy cái con đường kẹt xe như thế này nè. Giảm cân tăng vòng 1. Nhiều phụ nữ khoái tăng vòng 1 lắm. Đến nỗi mà giờ uống sữa đậu nành là để tăng vòng 1 nữa, nó ghê. Rồi đường này đường Úc Tịch. Bên đây là Vincom nè. Vincom này là hồi xưa nó là Maximax Cộng Hòa. Nơi đây là cái trạm sạc là bà con.
à, trạm sạc xe điện nè, à, của Vinhome, à, của cái hãng xe taxi nè, à, bà con bác ha, à, giống như đổ xăng rồi đó, một dốc luôn, trạm xe đẹp, 70, 80, à, cứ vô đây, giống như cây xăng rồi đó, à. Rồi em trai kia bị bắt rồi. Rồi sau khi sạc thì ngồi lâu mất thời gian ra đây ngủ nước. Đó. Rồi bà con bắt ra đây ngủ cà phê. Đó, trong lúc chờ sạc. Thậm chí mấy xe gắn máy này cũng sạc luôn. Rồi hồi xưa ở đây là cái cổng này là gọi là cổng Phi Long nè bà con. Đó, nơi đây là căn cứ Tân Sơn Nhất. Dưới mặt bà con và bác đó là Lăng Cha Cả đó, Bùng Binh Lăng Cha Cả. Thôi ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau.